Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, kể từ đầu năm 2016, nếu quý vị cần tìm mua sách hoặc tìm một không gian để đọc sách, uống trà thư giãn hoặc là để giới thiệu cho bạn bè quốc tế như một địa điểm du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị có thể tìm đến con đường Nguyễn Văn Bình. Đây là con đường sách theo quy hoạch đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi được thành lập đến nay, đường sách đã đón nhận rất nhiều luồng thông tin tích cực. Nhưng những câu chuyện đằng sau quá trình phôi thai ý tưởng và nỗ lực để đưa ý tưởng thành hiện thực thì ít người được biết. Ngày hôm nay, để tìm hiểu rõ hơn về con đường sách đầu tiên của thành phố, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, một người đã rất tích cực góp phần hình thành nên đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào ông và xin cảm ơn ông đã đến với chương trình. Vâng, xin chào. Dạ, thưa ông có thể cho biết giai đoạn từ ý tưởng cho đến đề án tiền khả thi của con đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra như thế nào và ai là những người đã cùng ông tham gia vào quá trình này? Nói về ý tưởng của đường sách thành phố Hồ Chí Minh, thực sự nó đã có từ rất lâu rồi. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày giải phóng, thì ở đường Đặng Thị Nhu, nó đã hình thành nên một cái đường sách mà nó trở thành là một ký ức không phai của rất nhiều cư dân thành phố này. Hay ở tại Hà Nội thì người ta cứ hay nói về phố sách Đinh Lễ ở trên thế giới. Ngay như chúng ta đi dọc theo bờ sông Sen, đối diện với Notre Dame, thì nó có một cái đường sách. Thành ra cái ý tưởng về đường sách thực ra nó là của nhân loại. Khi mà chúng tôi tham gia cùng với thành phố này làm cái hội sách thành phố Hồ Chí Minh 2 năm một lần, thì trong những lần tổng kết cái hội sách ấy, thì lãnh đạo thành phố cũng đã nêu ra vấn đề là các đơn vị, các cái cơ quan tham mưu nên giúp cho thành phố này xác định một cái đường sách. Đó là cái nơi không phải chỉ diễn ra như hội sách, tức là mỗi 2 năm một lần, có một tuần lễ rồi thôi. Thế lúc đó thì chúng tôi cũng có bàn là nên chọn đường Hàm Nghi để làm cái đường sách. Nhưng mà rồi tất cả những cái điều đó nó cũng trôi qua. Thế thì năm vừa rồi, tôi nhớ rất là rõ, tức là khi lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông cùng phối hợp với Văn phòng Đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam, chúng tôi tổ chức bàn về cái vấn đề phát triển văn hóa đọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có bàn về vấn đề đường sách. Thì có một vấn đề là tìm ra cái nơi, địa điểm. Đấy. Thế thì chúng tôi là những người của sở và những người của Hội Xuất bản Việt Nam đó là cũng đã ngắm nghía rất là nhiều điểm. Ví dụ như là đường Nguyễn Bính Khiêm, ví dụ như là đường Công chúa Huyền Trân. Rồi cũng có anh em đề nghị là trong vườn Tao Đàn. Thì tất cả những cái điểm đó nó đã được lên trên bàn của những người mà có trách nhiệm đối với việc hình thành đường sách. Thì cuối cùng chúng tôi thấy rằng đường Nguyễn Văn Bình ấy, đó là một con đường ngắn, chiều dài chưa tới 150 m, bề ngang khoảng trên 20 m, thì đó là con đường thích hợp nhất vì nó không phải là con đường lưu thông chính, chủ yếu là người ta đậu xe, không có cư dân ở đây, thì cái việc không phải giải tỏa đền bù vân vân, tất cả những cái điều quá thuận lợi. Và đến một cái thời điểm nhân cái ngày sách Việt Nam, đó là ngày 21 tháng 4 năm 2015, lần đầu tiên tổ chức cái ngày sách Việt Nam ngay trên đường Nguyễn Văn Bình, chỉ diễn ra có 4-5 ngày thôi. Chúng ta thử coi nó có cho phép chúng ta nghĩ đến cái việc là khẳng định có thể con đường này hoạt động lâu dài hay không. Thì tôi cùng với chị Minh Phương là đại diện của Sở Thông tin Truyền thông, chúng tôi chủ trì một cái cuộc tọa đàm là với cái tên là Đường sách Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh tại sao không. Trong cái buổi tọa đàm này có những học giả, có những nhà nghiên cứu văn hóa, có những người làm xuất bản, có những nhà báo, thì hầu hết chúng tôi thấy rằng là cái việc xin cái đường Nguyễn Văn Bình để làm cái đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là rất phù hợp, gần như có sự đồng thuận từ cái việc Thường trực Thành ủy kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ra cái văn bản là kế hoạch xây dựng đường Nguyễn Văn Bình thành đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đến ngày 15 tây tháng 10, chúng tôi đã làm lễ khởi công
để xây dựng đường Nguyễn Văn Bình thành đường sắt. Như vậy thì rõ ràng lãnh đạo thành ủy cũng như là ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành đã có sự hỗ trợ và lãnh đạo sự hỗ trợ rất là tốt cho dự án này. Ông có thể chia sẻ thêm việc họ đã lãnh đạo dự án như thế nào và họ đã hỗ trợ như thế nào không ạ? Cái điều mà chúng tôi rất là mừng đó là từ cái trong quá trình mà chúng tôi đang chuẩn bị thì về cái phía thành ủy và ủy ban đã có cái tiếp nhận cái tờ trình của chúng tôi. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói thêm đó là về cái phía tờ trình của Hội Xuất bản Việt Nam là qua cái kênh của thành ủy. Yeah. Đấy, nhưng về phía bên Sở Thông tin Truyền thông trong giai đoạn này là đương lấy ý kiến của các sở ngành, của Sở Quy hoạch Kiến trúc, ý kiến của Công an thành phố, ý kiến của Phòng cháy chữa cháy, ý kiến của Sở Giao thông Vận tải, ý kiến của Hội Kiến trúc sư thành phố và một số những đơn vị khác nữa, ví dụ như là quận nhất. Thì hầu hết những ý kiến này bằng văn bản là đồng thuận cho cái việc xây dựng đường Nguyễn Văn Bình trở thành là đường sắt. Ngày 10 tây tháng 10 2015, đồng chí Hứa Ngọc Thuận đã ký cái ban hành cái kế hoạch là cho tổ chức cái đường Nguyễn Văn Bình trở thành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng liệu con đường sắt thành phố Hồ Chí Minh có rơi vào tình trạng là tràn lan sách giả giống như là phố sách Đinh Lễ ở Hà Nội hay không? Ông nói gì về ý kiến này? Chúng tôi đã có nghe được những ý kiến đó. Những đơn vị được tham gia, được xét để tham gia vào đường sắt đó là những đơn vị đương hoạt động trong ngành xuất bản và phát hành. Phải là những đơn vị có uy tín, có bề dày trong quá trình hoạt động, là những đơn vị có thương hiệu nhiều năm và có nhiều sách in và phát hành trong thời gian vừa qua, được sự tín nhiệm, được sự tin cậy của bạn đọc. Và cái điều thứ ba, đây là những đơn vị thực sự có năng lực về tài chính để có thể tham gia vào cái quá trình xã hội hóa. Yeah. Tức là họ xây dựng cái gian hàng. Và thứ hai là họ có khả năng tổ chức được các hoạt động giao lưu, các hoạt động để tôn vinh cái văn hóa đọc. Có gần 40 đơn vị và cá nhân đã làm phiếu đăng ký tham gia. Và yeah, cuối cùng chúng tôi chọn được là gần 20 đơn vị. Và chúng tôi cũng rất yên tâm rằng ở đây nó sẽ không có những cái loại sách mà có thể làm cho phiền lòng bạn đọc. Thưa quý vị, từ ý tưởng đến hiện thực là một chặng đường dài. Những học giả tâm huyết với đường sách đã trăn trở và nỗ lực như thế nào để biến ý tưởng thành hiện thực? Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để theo dõi phần 2 của chương trình Đồng Tiền Thông Minh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút giải lao.